Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music. Trong tập lần này, mình sẽ mời các bạn cùng theo chân nhân viên có mặt tại kho hàng Lý Thường Kiệt để theo dõi quy trình đóng gói hoàn chỉnh một cây piano điện sẽ như thế nào trước khi đem đi vận chuyển đến khách hàng thân thiết. Nào, cùng xem clip thôi. Lúc này, tại kho đang chất đầy những cây piano điện để chuẩn bị đóng hàng. Điểm tô cho vẻ đẹp hoành tráng ấy chính là những cây piano cơ vô cùng giá trị đến từ nhiều hãng nhạc cụ nổi tiếng trên thế giới. Minh Phụng Music là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối nhạc cụ đến khách hàng gần xa, nên khi đặt mua hàng tại cửa hàng, quý khách hãy yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm nhé. Sau khi lấy hai cây piano điện KS1, các bạn sẽ tiến hành quấn ni lông để tránh ẩm ướt và chảy xước. Thùng đàn khi mang ra xe đã được bọc xong ni lông cả hai cây sẽ được cố định bằng băng keo. Vậy là quá trình chuẩn bị đàn để giao đến khách hàng đã hoàn tất và vô cùng tỉ mỉ. Trong khi chúng mình đang làm những công việc hàng ngày cũng như quay clip để chia sẻ đến anh em, thì được gia đình của một chị khách Việt kiều nhân dịp về chơi đã ghé thăm kho hàng của team để lựa chọn cho bé một cây piano học nhạc. Toàn bộ nhân viên có mặt tại kho hôm nay rất cảm ơn khi được chị ghé tham quan và tìm hiểu về công việc cũng như tham khảo những mẫu đàn chất lượng mà đơn vị của em đang kinh doanh. Nếu các bạn quan tâm và muốn tìm cho mình một loại nhạc cụ nào đó để chơi và trải nghiệm, đừng ngại tìm đến với tụi mình nhé. Tất cả các loại nhạc cụ từ organ, piano điện, guitar, chống điện với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Kettman, Artesia, Headnest Medley đều có mặt tại showroom Minh Phụng Music. Nào, cùng qua lại những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị KS1 đem đi giao tại chành nha anh em. Hai cây piano điện KS1 đã sẵn sàng cùng hai bạn nhân viên khiên đàn lên xe 16 chỗ để chuẩn bị dõi theo chuyến đi này nhé. Từng cây một được rinh lên xe rất kỹ càng, cẩn thận và đã đầy đủ hai cây. Đội ngũ sẽ vào dọn dẹp và mời các bạn cùng ngắm nhìn lại lô hàng SV800 vô cùng hoàn hảo mà mọi người đều mong muốn sở hữu. Tụi mình đã theo kịp chuyến xe đem đàn KS1 đi để gửi về Cần Thơ. Lúc này bãi vô cùng đông đúc, những chuyến xe hàng vào ra được anh Tài phụ giúp nên mình đã dỡ hàng xuống và chuẩn bị gửi hàng thôi nào. Vậy là buổi đem gửi hai cây piano điện KS1 đã thành công tốt đẹp. Nếu thấy clip hấp dẫn hay, hãy like, share, subscribe và khi cần tư vấn các bạn hãy gọi vào số hotline 0919 768606. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip hay sắp tới nha.